Ba nó như đó là tự động chơi rồi. Lát nữa mình rút hết nước cho nó coi nó sụi. Aoi, 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 ok. Đó. Đó. Lát bỏ bớt nước cũng vậy đó. Ngày thường giờ này con nấu ăn rồi ba nó lên ba nó tắm cho nó. Ê, hai cha con nhau cho cách ngựa cách tí gần cái tí à, mới ra. Nó đứng vậy đụng cái đó. Ừ, em biết rồi. Đi đâu hả? Ba kêu ba kìa. Đòi người, đòi ngồi người. Xuống. Kêu ba. Ngồi xuống, ai? Đang tắm cái ngồi dậy kêu ba. Kiếm ba kìa. Ngồi xuống. Không có ba nhoi nhoi không chịu. Tắm có ba cái bên mới chịu. Cái chỗ bầu mà nó leo vô được đó mẹ. Rồi xuống. Aoi. Aoi. Aoi, aoi, aoi. Chu. Ba chơi kỳ quá, ba chơi bạch cái trạc vô. Nhầm như bãi biển vậy đó. Anh từng sao trời nóng không? Trời nóng ngày thường anh chở anh đi ra biển chơi. Khoái ha, bà tưới lên người, lên lưng khoái ha. Tưới lầu sợ coi. Xuống. Ao gì à? Xuống. Sau lưng nó có cái bớt đó thấy không? Cái gì đó? Cá. Rồi xuống. Ao đi kìa. Làm gì vậy? Bắt cá hay làm gì vậy? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Cái lưỡi uống nước ngọt tím ngắt. Uống nước nho, uống nước nho nãy đưa cho uống nước nho tím ngắt cái lưỡi. Gặp con thì kêu sữa, gặp ba kêu tắm. Ừ, có hai từ ạ. Giờ cũng mới được nhiều. Rồi xuống đi. Mà nói từng chữ từng chữ. Hôm qua kêu đích kỳ, kêu kỳ nghe rõ lắm. Daniel. Daniel đích kỳ đâu Daniel? Đích kỳ đâu? Kỳ đâu? Daniel. Kỳ. Daniel ơi, đích kỳ đâu? Daniel. Rồi nó suy nghĩ gì rồi?
Mình nhìn xem qua mẹ nè, xem qua mẹ nè, xem qua mẹ nè. Cái kỳ đâu? Cái kỳ đâu? Bà kéo nhỏ lên, bà thiệt tình. Cái kỳ đâu? Anh nhèo. Nghe chưa? Ra nghe. Ấy nước à, ấy nước, ấy nước ra. Tao đi nè. Nước ra lát nó coi nó cố gắng. Bye bye, bye bye. Nó biết nước sắp ra, nó nằm xuống lăn lộn vậy đó. Đâu? Lát còn chút xíu nước nó nằm xuống lăn tới lăn luôn. Nãy mà anh đi anh câu cá là em với con lên tắm rồi, tắm buồn. Chắc đem đồ chơi ở dưới hồ bơi lên trên đây hết. Để dưới cái đồ quá trái rồi đem lên cho con chơi. Con giờ biết dẹp đồ nha anh. Con em kêu lấy mấy con thứ có bông bỏ vô nhà đi, lấy từng con bỏ vô. Rồi mấy cái bao Target á, nó đem tự trong kho ra, cái em nói đem dẹp vô mẹ đi. Đem dẹp vô từng cái. Biết dẹp đồ đó. Điều kêu cất đồ biết cất rồi đó. Đó, giờ còn ít nước nè. No, không có uống con. No, no. Đó, gần sắp hết nước là chị tan dậy đó. Đó, biết sắp hết nước rồi. Biết thân phận sắp hết nước rồi. Chuyên môn sắp sửa hết nước là nó như vậy à. No. Nằm đi con, nằm đi, hết nước rồi kìa. Nằm không? Hết nước là đi lên nha. No. Ghiền lắm, ghiền nước lắm. Để coi hết nước anh làm gì ba. Từ từ để coi coi hết nước làm gì. Nó bịch lại. Nó bịch lại. Bịch lại. Bịch lại mà cũng hết. Hết rồi. Hết nước rồi. Coi làm gì, coi làm gì. Đi ra. Coi làm gì, coi làm gì. Vớt của chó. Này là gọi là vớt của chó. Hết rồi. Nước rồi mà cố gắng. Đi. Mê lắm. Kiếm chỗ nằm. Bịch nước lại. Yeah. Bịch lại. Bịch lại mà còn nước đâu bịch con. Nói yeah, không bịch. Đi ra kìa. Yeah. Đi. Nó lạnh kìa. Bà ngoại ơi, trời ơi, hết tội nghiệp chưa hết nước rồi. Nè con. Trời ơi, nằm sẽ lại. Hết nước rồi. Đi ra, lạnh nha. Hết rồi. Đi kìa, bám kìa. Đi, ngồi. Không chịu ra. Bám đi bà. Ngủ con đi. Này ông ngoại coi nha. Ra nè. Mốt về cho ông ngoại tắm nè. Ra con. Aoi á, aoi kìa. Aoi á. Ừ, aoi á. Nó nói từ từ aoi á. Gì à? No. Hết nước mà còn ráng lăn lộn. Cá lóc mà có nước. Yeah. Yeah. No. Good. So.